Xin chào các bạn, chúng mình đang trong kỳ nghỉ hè. Và chúng mình nhận ra thật là nhàm chán khi suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại không có gì mới mẻ. Cuối cùng chúng mình quyết định sẽ làm cho kỳ nghỉ hè trở nên thú vị hơn bằng cách đi du lịch. Không cần phải đi đâu xa, Vũng Tàu của chúng mình vốn đã rất xinh đẹp rồi. Cùng khám phá Vũng Tàu với bọn mình nha. 1, 2, 3, let's go! Xe máy là lựa chọn tốt nhất cho chuyến đi này và phải chắc chắn rằng bạn phải có một tay lái đảm bảo an toàn cho chuyến đi. Hãy nhớ đi thật chậm để đảm bảo an toàn cho mình và người bạn đồng hành nhé. Đừng quên đội nón bảo hiểm đấy. Đi thôi nào. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Chúng mình quyết định chọn hẻm 444 Trần Phú là nơi bắt đầu hành trình. Chắc hẳn các bạn đang tự hỏi tại sao lại là một con hẻm nhỉ? Có gì đặc biệt không? Câu trả lời là rất rất đặc biệt. Hãy cùng theo chân tụi mình để đến nơi đặc biệt này nhé. Đây là con đường dẫn lên núi lớn. Nếu bạn là một người ưa mạo hiểm, đam mê đi phượt, du lịch và khám phá mọi nơi thì hẻm 444 Trần Phú chính là sự lựa chọn lý tưởng cho hành trình của bạn. Các bạn có thể thấy trước mắt chúng ta là dòng chữ lớn, trận địa pháo và hầm thủy lôi núi lớn. Cùng vào khám phá bên trong nhé! Trận địa pháo và hầm thủy lôi trên núi lớn do Pháp xây dựng cuối thế kỷ 19 để kiểm soát cửa biển Vũng Tàu và cả vùng biển Đông Nam Bộ. Đây là một trong những trận địa pháo cổ lớn nhất Đông Dương. Công trình hoàn thành năm 1905, gồm 6 khẩu pháo cỡ nòng 240mm, trọng lượng 15.390 đến 15.764kg, đặt theo hình vòng cung, cách nhau 17.5m, kết hợp với hệ thống đo đạn và hầm pháo thủ. Năm 1944, quân Nhật dùng nơi đây làm hầm chứa thủy lôi. Trận địa pháo và hầm thủy lôi núi lớn được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia ngày 4 tháng 8 năm 1992. Tụi mình tiếp tục đi lên đỉnh núi lớn, đường khá gồ ghề. Từ vị trí này, chúng mình có thể đi qua Thích Ca Phật Đài, phía con đường kia đi về nhà thờ Đức Mẹ Bãi Dâu. Thấy toàn cảnh Bãi Dâu, thấy quan cảnh khu vực Bến Đình. Đặc biệt, lên đỉnh núi lớn này, chúng mình có thể thấy 2/3 toàn cảnh thành phố Vũng Tàu. Dọc trên con đường sáng nay, chúng mình đã thấy vẫn còn rác thải. Chúng mình mong rằng mỗi người, dù đang sinh sống hay khách du lịch đặt chân đến đây, đều có ý thức tốt trong việc bảo vệ môi trường. Hãy biết yêu thương thiên nhiên như cái cách mà thiên nhiên đang yêu thương mà chiêu đãi cho chúng ta những tuyệt tác kỳ diệu vậy đó. Kết thúc chuyến khám phá hẻm 444 Trần Phú cũng là lúc xế chiều, tụi mình cùng nhau ra biển ngắm hoàng hôn. Để khám phá hết Vũng Tàu chắc chắn không thể hoàn thành trong một ngày vì Vũng Tàu của chúng mình còn rất rất nhiều địa điểm thú vị. Hành trình hôm nay của chúng mình tạm kết thúc, chắc chắn sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới. Các bạn hãy thử đặt chân đến Vũng Tàu và tham gia cuộc hành trình cùng bọn mình nhé!